Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Và mình tiếp tục chơi con Far Cry nha. Chuyện thay đổi Cốt truyện thay đổi đi. Bình thường thì vô là nó chỉ có hình tụ tập những người Queen cha kia lại thôi. Nhưng mà giờ thì nó thay đổi, nó sang giờ mình phải ra đây mình nhận nhiệm vụ. Ti sai u barwa. U saswara hasars. Nó cho mình uống máu của mặt trời vậy. Purpana, usa pacia, usa pacia. Chết lại phê cờ rồi. Chỗ này gì mà lửa không vậy? Vision of fire. Sam qua gì là chị tao cả. Đây là hình như là tụi người Zilla hả? Người Zilla thì nhìn như cũng gần gần với Winza nhưng mà đại sơn màu xanh lên. Đây nè. Me kratin kledi. Me kratin kledi. Đừng chạm vào. Suk. He. Không biết là mình thống nhất hai bộ tộc lại hả hay là sao ta? Easy là kratin wire. Oh. Nu là Krati Wasa. Cung tên rồi mũi tên đều là lửa hết. Cái này như cung của thằng mặt trời vậy. Đã. Ngon ngon. Ở trên hả? Đây đây đây. Giá mình được cây cung của thần mặt trời.
chạy đâu. Đây. Ai bắn? Nó chưa chết nữa hả? Lì vậy? Cung của thần là quá ngon luôn. Rồi bắn rồi còn có nham thạch rớt xuống. Có khó chết vậy. Có cái cung này là bá đạo rồi. Thôi, chúng nó ra nhiều rồi. Bắn bể thì ra xa xíu thôi. Này thì không biết lượng tức. Này thì không biết lượng tức. Stop.
Đốt cháy mặt trăng luôn rồi. Mặt trăng đây rồi. Giờ mình quá mạnh rồi. Không bật được chữ V, không bật được bản năng săn mồi ở đây. Trong này thì mình khỏe lắm cho nên là mình chẳng sợ chết. Lên đây à. Ủa. Nè, đâu? Đây đây. Kiểu như nhật thực á, mình phải phá hủy cái mặt trăng nữa. Này chắc khúc cuối này cho nên nó đông quá. Không, mặt trăng đã bị nổ. Mặt trăng hay mặt trời ta? Hoàn thành. Vision of Fire.
cung của thờ mặt trời. Thằng kia bị sao kìa? Shansha, Sushalan, Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwa ya Sushalan. Nghe tàn của Oroth. Tàn của tất cả. Pasqua, Pashta. Krati. 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 Krati là gì ta? Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Hu. Nó đuổi mình đi rồi. Bên kia có nhiệm vụ. Lỗ tai. Sa udam. Palhu winja huguana. Cha. Chaus. Tanhi tushida. Akista. Tanhi na kwaira shanchir. Aish. Tanhi tushi. Shanchi. Nó kêu mà mình có thể giết bằng ui thằng lùng nó trên nhà của nó mà muaida quati sharus fadas shanchi. Daru balia Laiwabi. Udam Dijams. Như là mình phải lấy một cái lá vàng gì ở nhà của tụi Udam. Into Udam Lam luôn. Là ở trong vùng đất của Udam luôn chứ. Vậy là khó lắm đây. Ơi mình chữa được Saber tốt rồi. Heo. Ở đây cần gì heo nữa. Bắt heo lấy thịt cũng được. Ôi thịt mình sắp hết rồi. Mà đây còn phải đi sang tới cả làng của tụi Đam nữa. Căng ở đây là thuận lợi nhất tại vì nó rất là ít nguy hiểm. Mm-hmm.
ở đây có con thú hiếm, thú hiếm. Nai trắng, nai trắng. Một con nai trắng. Đâu rồi? Bây giờ bật map lên và đi thôi. Nâng kêu nữa đúng rồi. Lâu lắm rồi chưa có nâng kêu á. Hai cung, bắn được hai cung. Arrow. Mắt arrow luôn. Cái này là hình như là giữ đồ ăn lâu hơn. Racking đúng rồi, phải qua racking làm đấy. Cái này vẫn chưa đủ hả? Level 2. Ôi, level 2 mới ấy được. Nhưng mà cái này đủ rồi nè. Lúp. Lúp, đúng rồi, lúp cho nó lên luôn. Ủa, nhà của thằng này cũng update được rồi. Xíu nữa về nhà tính. Đây lần rồi. Thôi, mình sẽ lấy cái điểm check boy đó. Tới cái gọi là cái safe zone, đúng rồi, safe zone. Lấy cái đó thì để mốt đi cho nó lẻ mà. Coi nâng cấp mũi giáo sao tới 4 cái mồ ấy là 20 cái kia. Trên này à, tới bên kia rồi. Bên kia, trên kia. Hàng khỏi tu và hai hàng dưới này. Mình
Mình phải giết cái thằng phổi tù và chứ. Bắt buộc phải giết cái thằng thổi tù và trước, tại vì nếu mà để nó ấy thì nó sẽ thổi quân tiếp viện tới. Ê, bông hoa màu vàng kìa. Cứ nhờ với con xe mà tuốt. Cái thời này là thống trị là con sai và tốt, chứ voi mà muốn là loài ăn cỏ thì không nói rồi. Cưỡi mấy con này mình sẽ đi được nhanh hơn, rút gọn được nhiều thời gian hơn, và nó lượm được đồ nữa. Thời gian đâu đi làm cái nhiệm vụ này, lo đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ chính. Ở tự nhiên nó lại nhận nhiệm vụ. Tôi đâu muốn làm đâu. Chỉ có mấy thằng chiến đấu được và còn mấy thằng kia lại sợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây nữa, ở đây nữa, bên này nữa. Hết chưa? Xong hết rồi. Mấy con thú mạnh gì nó ngốn nhiều thịt. Đây thuốc chữa bệnh, thuốc chữa bệnh. Cái này quan trọng này. Ở bên đó luôn à. Dưới này là nước đúng không? Bay xuống luôn. Không có gì phải sợ. Tối à. Đây. Lấy bông, mấy bông hoa này đây. Nó bắt mình rồi. Ta đã thấy ngươi ở làng của Winsa. Và bây giờ ngươi đã đi trong vùng đất của Udam. Udam Chamari.
Mas Udam Baldaha. Nó muốn mình trở thành Udam hả? Nó kêu là mình mở đó thì sẽ khiến Udam mạnh hơn. Thằng này nó muốn tiêu diệt tất cả người Winja luôn. Tất cả luôn. Giờ sao? Udam nó lấy hết đồ của mình rồi. Tao chưa ra được đây. Đây một cái hút. Ngon. Yeah, lấy được đồ rồi. Đi xuống dưới này chui vô cái chỗ kia luôn coi. Làm lại. Lấy. Không lấy được ta. Giờ mình cần ấy, cần áo ấm. Sẽ thịt con sói. Ở đâu ra mà có con sói nó chết.
vừa ngóc đầu ra là chết. Cái gì cũng full hết là sao? Kỳ vậy. Hết full chưa? Lấy được rồi. Full luôn chứ, không lấy được cái gì hết à. Coi bội đông nha. Chết khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay mình ở đằng sau mình giết nó được. Không rồi, nó quá khỏe để giết đằng sau. Ừ.
Đó. Hồi máu không kịp. Thì rút kinh nghiệm là thằng đó không có giết được đằng sau. Nó không cho lấy mấy cái bao nữa, mấy cái bao mình nhiều quá. Giáo hay mấy cái lớp gì cũng full hết. Chẳng cho lấy. Kill the Guardian. Không được gọi thú. Đánh nhau gì? Bình tĩnh. Thằng đó ghê lắm.
Chạy rồi. Lấy cái túi em. Mấy cái da này có gì không? Không lấy được. Sau khi mà mình đánh xong mấy này thì mình sẽ rớt ra rất nhiều túi. Đi nhặt túi tí. Hai này chia tay đôi luôn. Bảy pha đã bảy. Mấy này khỏi lo rồi.
Đây ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Mình xém chết bởi vì một cái cọng lá của nó thôi. Ok, thằng Udam đây. Very hot luôn. Ở đây còn một đứa nữa. Con sói nữa. Rất tinh. Cái lớp của thần mặt trời sao? Ở đây update nhà cho nó nữa. Vào đi. Nakrabi Hira Kisbada. Gì vậy? Mupur Hira Kislaigua. Palu Mansipa. Quaida mu Pateriskuala. Mikrapi hudagwa. Machi, salwa urus dagwa. Machi, batari sharchimas. Krati dausmas. Prasqua, yahu bacham. Mas prasqua vi. Batari, krati kasha. Batari. Hình như là cái hàng kia của cái tộc đó là nó phản bội cái con nhỏ thần mặt trời sao? Sao mình mới mời nó về để chế ra mấy cái mà bơm lửa. Nó đốt tay mình cơ. Hết thấy nóng luôn. Ukratis praskwa waida. Tu sus dugistar drauba mas. Hmm.
Ở đây có thằng gì nữa nè, dịch chuyển ra đây đi. Thằng đó nó lạ, mình chưa thấy trên bản đồ, tự nhiên đâu nó xuất hiện. Thôi cũng gần mà, đâu có sai gì mấy. Chọi chim mà. Winja. Kusawi Warha. Uruki Ishwara Kwati Patashta. Ông nội này muốn học bay. Winja. Uapatash Fupausi Khan. Uapatash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. San Pau San Patra. Tap. Tapu Buddha Kuala. Tapu Buddha Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Nó kêu mình lấy lông vũ để cho nó bay à. Nhây thật. Lay lay bớt. Giá kiếm lông vũ thôi. Xây bờ tốt đâu, xây bờ tốt. Bên kia là ôi, mình cứ tưởng là người của mình thôi. Gì? Đập vậy mà không trúng. Giờ thì phải bắt một con cá thôi, con cá nữa. Cái bực ở chỗ là mình xuống nước á, mình không có bắn cung được. Xuống nước không có làm được gì hết á. Cái khó vì săn cá ở chỗ đó. Không có làm gì được hết sao ấy. Hai con luôn.
chết. Nhớ một con chim à. Ôi, chưa bao giờ mà mình săn chim luôn. Đây khó lắm này. Con này ở dưới đất nè. Mày chạy đâu? Mấy con này không bay được. Hay hay hay. Chạy đâu. Những con này giờ phải săn ấy, bắn tung lên khó vậy. Kia có gì không? Rùa. Không biết mình cần rùa không ta. Mày cần rùa. Giờ thì một con chim bay trên trời rồi. Nó đậu rồi. Đấy. Giá hay không bằng hên. Cái gì ở dưới đây? Lấy lẹ rồi chạy. Không lấy được à. Chạy. Trên đó nữa hả? Này nhiều mấy con cái tộc ấy quá. Đó. Ông nội này muốn bay. Urki. Borsta. Borsta Budaqual, Borsta. Who knew Urki Patra Daha? Who had Darsh? Darsh Urki Shawi Wapatash. Des Urki Shawi Wapatash. Who had Darsh? Cầm hai cái đồng vũ và bay. Giờ mình xuống dưới mình coi nữa.
Thanh niên này vui tính thật. Để coi hắn bay như thế nào. Chết chưa? Đâu rồi? Thanh niên tập bay rồi. Vậy là xong rồi đó, hả? Bắt con gấu luôn đi. Con gấu cũng mở gần. Thôi tự nhiên cho nó ngu cái sao. Vậy cái bài trò cho nó nghịch. Không biết nó có về làng mình không ta. Không rồi, không có về làng. Trên đó. Trên còn đấy. Không được, không được. Chưa lên tới nơi thì con gấu đã gầm rồi. Đây ta có hai con voi. Lên voi cưỡi, lên voi cưỡi. Nằm trong đó. Voi không leo được dốc rồi. Phải tìm đường lên ở trên đó. Wow, đứa này nhìn ở dưới đẹp dã man luôn.
trên này. Ôi, không leo lên được mà phải kiếm những cái đường khác. Đứng lại. Chạy sao rớt xuống dưới đây luôn chứ. Ôi từ đó mà rớt của bên này. Ok, và video này cũng chỉ tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt.